Dạ vâng, em bước không xin gửi lời chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em về được một số những dòng sản phẩm phụ kiện âm thanh cho tất cả bác nha. Thì quản lý nguồn này, lọc nguồn, nâng tiếng, vang cơ lai số, rồi micro. Thì tất cả hàng bên em để phục vụ về chơi cho tất cả bác chơi trong dịp Tết này nha. Thì cũng hơn 20 ngày nữa là tới Tết rồi các bác. Thì các bác nhanh tay chốt những cái sản phẩm phụ kiện âm thanh để tất cả các bác chúng ta có một cái Tết nguyên đáng vui vẻ với cái bộ dàn thiết bị âm thanh karaoke trong gia đình của mình. Các bác lựa chọn những cái dòng sản phẩm chất lượng bên em đã tiến chọn về cho các bác. Những dòng sản phẩm này thì em bao hay bao chắc cho tất cả các bác luôn. Đó. Thì đây là cái dòng sản phẩm lọc nguồn nha bác nha, ô cắm lọc nguồn. Đó. Với thiết kế là phay nhôm xước nha bác nha, phay nhôm xước để các bác nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Nó sẽ có hai công tắc nguồn cho dòng power 1 và power 2, thì nó sẽ tương ứng với hai cái dãy này nha bác nha. Tướng vẽ hai ổ cắm này thì nó sẽ gồm 1 2 3 4 5 và 10 lỗ cắm, 10 cắm nha. Đó. Ở đường nguồn vào nó đây. Thì nguồn vào nó là 220, nói chung là các bác cắm vào điện 110 thì nó sẽ ra điện 110 và cắm điện 220 sẽ ra điện 220. Đó. Cái này là ổ cắm, nó giống như ổ cắm nha rồi nha các bác nha, và nó thiết kế bộ lọc nguồn trong này. Đó. Lọc nguồn là gì? Lọc nguồn là thiết bị lọc nguồn điện để khi mà nó lọc nguồn điện đầu vào, để khi mà nó cho nguồn điện đầu ra sạch sẽ, và nó sẽ bảo vệ được linh kiện trong các thiết bị của chúng ta như là cục đáy âm ly rồi vang, nói chung là tất cả các thiết bị mà đều cắm vào trong điện tử, mà cắm vào trong cái ô cắm này thì nó sẽ bảo vệ được cái linh kiện. Nói chung là bảo vệ ở đây là không phải là bảo vệ chống cháy, chống nổ nha bác nha, mà nó sẽ gọi là bảo vệ làm sạch. Đấy, nó làm sạch nguồn điện và nó sẽ bảo vệ cái linh kiện, và cái độ bền của linh kiện nó sẽ lâu hơn. Khi nói chung là tất cả các đường dẫn điện vào thì nó đều có tạp chất nha bác nha. Điện thì nó không có tạp chất nha bác nha, nên là khi các bác vào ô cắm lọc nguồn này thì nó cũng sẽ lọc sạch đi cái nguồn điện và nó sẽ đưa vào thiết bị chúng ta và tiếng nó sẽ hay hơn, chi tiết hơn, và cũng như là độ bền của thiết bị âm thanh ta sẽ tăng lên, tuổi thọ tăng lên. Với thiết kế thì đây các bác, nó sẽ gồm một cái rơ le ngắt ở đây. Thì khi mà có tập thiết bị của bác nó có tập thì nó sẽ nhảy cái rơ le này, nhảy cái rơ le này ra nha bác nhé. Khi các bác nhấn vào thì nó sẽ hoạt động lại bình thường. Giờ nguồn rồi, và hai công tắc bao la cho hai vế. Mã nó là audio web tv 2000 nha bác nhé. Dòng này thì rất là chắc luôn. Đấy, dòng này thì rất cực kỳ là chắc nha. Dòng audio trước thì nó sẽ có một màn hình hiển thị số volt, số ampe. Đấy. Và mặt nó là mặt phay nhôm xước. Phay nhôm xước nha bác nha. Thì có hai phiên bản. Đấy. Có hai phiên bản là màu đen và màu bạc nha bác nha, màu trắng bạc. Đó. Thì giá nó như nhau. Giá là 2 triệu 200 ngàn nha bác nha, giá 2 triệu 200 ngàn. Đấy. Rất ok nha bác. Phiên bản, hai phiên bản thì các bác lựa chọn phiên bản nào cũng phải nha. Thì ở trên này thì chúng này, bên em về được là dòng nâng tiếng của hãng Gutin. Đấy, hãng Gutin thì nó rất là nổi tiếng rồi bác. Đó, nó là thương hiệu của Đức. Đấy, thương hiệu của Đức nha bác nha. Hàng này thì nói chung là những hàng mới này đều sản xuất tại lắp ráp tại China cho bác nha.
nhưng mà theo công nghệ của Đức đó. Con này thì là dòng năng tiếng đẳng cấp Cucutin, chất âm rất là hay nha, rất là sạch sẽ và nâng tín hiệu âm thanh lên. Khi mà các bác chơi một con đói mà nó đuối công suất, khi tín hiệu âm thanh nó ra nó không được hay, từ micro ra hoặc là từ đái ra lo nó không được to, thì các bác dùng con năng tiếng này nâng tín hiệu âm thanh lên và chỉnh được bass mic chép, nó rất là hay nha các bác nha, rất là hay, tiếng rất là nhuyễn. Giá thì nó cực kỳ là rẻ thôi, giá rất rẻ nha các bác nha, giá chỉ có 1.950.000 nha các bác. Mà chơi thì alo em, bên em còn ba con đấy, ba con năng tiếng nha. Thứ ba là bên em mới về được là 6 con quản lý nguồn của hãng Electronic, dòng F8. Dòng này thì có lọc nguồn nha bác nha, 8 lọc nguồn đầu ra đấy, 8 lọc nguồn đầu ra nha. Ở phía trước màn hình nó sẽ hiển thị số volt, số volt nha bác. Các bác thấy là cái dòng điện em đang cắm điện 220 của nhà nha bác nha, của điện dân dụng ở nhà mình đấy. Số volt các bác thấy số volt là nó lên tới 234 volt, chứ không phải là 220 nha. Nó sẽ báo hiển thị số volt của cái nguồn điện các bác đang sử dụng ở trên này đó, và nó sẽ kết hợp với phù hợp với cái nguồn điện của thiết bị các bác hay không. Cái quản lý nguồn này thì nó cũng tương tự, nó giống như cái ổ cắm lọc nguồn này nha các bác nha. Nó chỉ có khác mỗi là nó sẽ có một cái câu tắc từng kênh, từng ổ cắm nha. Như một các bác nhấn vào một thì đơ ra thì chúng ta đang bật hết là 8 cái ổ cắm này. Khi mà chúng ta muốn tắt một cái hay tắt hai cái, chúng ta tắt hết cũng được. Ví dụ như chúng ta đang muốn bật lên ở vị trí ổ cắm số 1 này thì chúng ta bật lên này, 2 bật lên, 3 bật lên, 4 bật lên. Đó. Thì nói chung là các bác cắm vào đường nào thì bác bật lên đường đó. Và cái này cũng vậy, khi mà có sự cố thì nó sẽ nhảy cái automat này. Nó sẽ nhảy cái này. Và ở trong này thì nó có 8 bộ lọc nguồn, 8 bộ lọc nguồn đầu ra cho 8 cổng tín hiệu, 8 cổng ổ cắm ngồi đằng sau đấy. Và ở bên trước thì chúng ta sẽ có 2 cổng nữa nha các bác nha, 2 cổng nữa đó, là tổng cộng nó là tới 10 ổ cắm đó. Giá thì nó cũng tương đối là tốt cho tất cả bác các bác chơi. Con này thì cũng có mức giá là 2.150.000 nha bác nha, 2.150.000 đấy. 50k ở đây thì bên em sẽ bao cước cho tất cả bác đó, 2.150.000 đấy. Còn các bác nào cũng không bao cước thì giá là 2.100.000 nha, 2.100.000 thì nó tương đương với là một cái sắp xỉ tương đương với là một cái con ổ cắm lọc nguồn này. Nhưng mà con này thì nó tiện lợi hơn tí là các bác có thể tách bật từng ổ cắm một. Còn ở trên ổ cắm lọc nguồn này thì nó không có nha các bác nha, nó không có chế độ đó, và chúng ta chỉ tách bật ở từng vế này thôi. Đấy, tách là tách hết một vế này. Đấy, hoặc là bật hết một vế. Đầu vế 1, vế 2, bật là bật hết, còn tách là tách hết nha, một dãy như này nha. Rồi, đó là con này nha bác nha, 2.150.000 nha bác nha. Rồi. Qua phía này thì bên em có dòng micro Gutin. Dòng này thì bên em đã có test rất nhiều cho cả bác và được đánh giá cực kỳ là cao. Dòng này thì bên em phân phối rất là nhiều rồi. Dòng vang cơ lấy số Gutin với lại micro Gutin nha. Thì bên em phân phối cực kỳ là nhiều và được đánh các bác đánh giá cực kỳ là cao về chất âm cũng như là về cái độ nhảy hút sóng của micro cũng như là phủ sóng cao. Thì con này nó sử dụng 4 con raw anten nha bác nha, và hát cực kỳ là hay.
và rất là dễ chỉnh. Các bác nhìn thiết kế nó cực kỳ là đẹp nha, rất là hầm hố. Bên em thì còn ba con micro như thế này, ba bộ micro không dây của hãng Gutin nha, GMS12. Đấy, giá thì là 3,5 triệu một bộ nha bác nhá, 3,5 triệu bộ, gồm một bộ như này và hai tay mic. Đấy. Ở dưới thì bên em có dòng vang cơ lai số này, vang cơ lai số Gutin Brabus 50 bit. Thì dòng này thì dòng version 2 thì nó có Bluetooth optical AUX. Các bác mà có một loại dòng version 1 nha bác nhá, version 1 thì nó không có cái bộ, nó chỉ có AUX, nó không có optical và Bluetooth. Dòng nó thì rẻ hơn một tí nha. Con này thì cũng có giá là 3,6 triệu nha bác nhá, 3,6 triệu. Đấy. Dòng sử dụng chip Yamaha DSP48bit Pro CC audio và cũng như 8 chế độ effect cho quá chơi và chỉnh cơ. Nói chung là những dòng này rất là dễ dàng cho quá chỉnh. Và sản phẩm cuối cùng đó là sản phẩm vang cơ lai số của hãng Electronic V610 Luxury. Anh em về các bác nhìn trên màn hình nó hiển thị rất đẹp. Dòng này bên em cũng đã có giới thiệu cho các bác cách chỉnh và cũng như là về cái thiết bị âm thanh, chất âm và chất lượng của sản phẩm này rồi. Đó. Con này thì cực kỳ là hay nha bác, đặc biệt là về cái chế độ chỉnh micro và chỉnh music của con này. Đấy. Và chỉnh effect nó được tích hợp chỉnh giải tầng, nó khác với lại cái con Gutin. Khác với lại con Gutin. Gutin thì các bác thấy ở trên này thì các bác thấy là chỉnh mic, chép, bass. Đấy, bên này cũng bass, mic, chép thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chỉnh bass, mic, chép trên 7 giai tầng như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 từ 60 Hz cho đến là 15 ngàn Hz. Đấy. Còn ở micro thì 80 Hz cho đến là 6,4 ngàn Hz nha bác nha. Đó. Chế độ chỉnh echo left right riêng biệt và delay, delay time, rồi reverb. Nói chung là khi các bác hiệu chỉnh ở trên con vang này thì chất âm nó cực kỳ là mịn và rất là hay, chất âm rất là hay nha bác nha, đặc biệt dòng này. Và giá của nó thì cũng tương đương với lại là con FX5 Brabus, thì giá nó là 3,5 triệu nha bác nha, 3,5 triệu. Đó, bên em mới về. Rồi thì các bác lựa chọn được sản phẩm nào thì alo cho em nha. Đấy. Bên đây là những cái sản phẩm phụ kiện cho tất cả các bác chơi karaoke ghép vào da. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm hình màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số 07. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.